Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng Thì hôm nay em lên một video gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Omega Nhắc đến thương hiệu Omega tại thị trường Việt Nam thì tất cả các anh em cũng đã đều biết đến Và hôm nay em xin gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ Omega Dòng Seamaster Automatic Chiếc đồng hồ này thì khung vỏ được làm từ thép không dỉ Và nó được sản xuất vào những năm 1970 Chiếc đồng hồ này rất là giá trị bởi vì nó là một cái phiên bản kỷ niệm. Anh em thấy ở phía bên trên, uh, mặt có cái logo móng ngựa chữ Omega và chữ Cartier. Uh, đây là một cái phiên bản kỷ niệm giữa hai cái thương hiệu uh, đồng hồ cũng như là trang sức nổi tiếng là Omega và Cartier. Uh, và anh em thấy không? Mặt của chiếc đồng hồ này là mặt trắng zin. Đấy, tổng thể của chiếc đồng hồ này zin nguyên bản, anh em ạ, dinh uh, 100%, đấy uh, Bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà, trong đó có một địch ở vị trí góc 3 giờ Các cọc số là các cọc số nổi, uh, ở các uh, cọc số thì có những cái chấm dạ quang, đấy Mặt của nó là mặt trắng, có trải sớ dọc, rất là tuyệt vời, đấy anh em thấy chiếc đồng hồ này có đẹp không ạ và nó di nguyên bản anh em nhé chơi những chiếc đồng hồ thép như thế này thì nó rất là bền và mãi mãi với thời gian cho dù có xước hay là có bong chóc gì thì anh em chỉ cần đánh vệ sinh qua là nó lại như mới đấy và chiếc đồng hồ này thì anh em thấy cái viền ngoài chỗ mà ở các uh, uh, vạch chỉ vị trí phút và dây thì nó làm như một cái đường chạy rất là tuyệt vời đấy và anh em cùng chiêm ngưỡng sợi dây của chiếc omega này sợi dây zin nên là nó còn rất là chất và rất là đẹp tổng thể của chiếc đồng hồ này còn mới trên 95 phần trăm anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể em quay rất là chi tiết và gần để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng sợi dây có khóa omega. Anh em thấy uh, sợi dây uh, có giá trị không ạ? Khóa zin, tổng thể zin nguyên bản 100%, đấy. Và giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em cùng sở hữu, đấy. Chơi uh, ở trong những cái dịp Tết nguyên đán như thế này. Sợi dây thép mộc nguyên bản đấy và ở phía dưới nắp khóa thì có chuyện um, cái thông số của sợi dây này đây là một cái sợi dây zin cỡ 43 và anh em cùng uh, chiêm ngưỡng cái uh, đáy của chiếc đồng hồ này um, nó có dòng chữ Seamaster ngựa biển cũng như là cái logo móng ngựa biểu tượng đặc trưng của cái dòng Seamaster ngựa biển này và nó còn mới Gần như là không có một cái dấu hiệu gì của thời gian Và nó còn rất là đẹp Đúng zin có logo, móng ngựa Từng góc cạnh còn rất là bén Và chiếc đồng hồ này mộc zin nguyên bản em chưa spa lại bất kỳ một cái gì anh em nhé Chơi những chiếc đồng hồ zin com nét như thế này thì rất là tuyệt vời và cái thương hiệu omega này rất là lớn nên là anh em chơi những chiếc này thì cũng mang cái giá trị cái lịch sử và cái giá trị siêu tầm rất là cao đấy đáy của nó rất là mới và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy tự động của chiếc omega này máy của nó thì là máy vàng hồng bao nhiêu năm rồi mà nó còn rất còn đẹp đấy chạy với bộ máy tự động 17 chân kính và em tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng chiêm ngưỡng và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 35 mm đeo lên tay rất là to và dáng khỏe khoắn tổng thể là thép nên là đeo rất là trẻ trung anh em nào mà yêu thích những cái chiếc thép tây và của thương hiệu omega này thì hãy nhanh tay sở hữu chiếc Omega uh, phiên bản kỷ niệm giữa hai cái thương hiệu Omega và Cartier này. Đấy. Zin nguyên bản anh em nhé và tổng thể thì còn rất là tuyệt vời. Kính zin, nói chung là tổng thể zin nguyên bản 100%. Anh em nào mà yêu thích những cái chiếc thép tây như thế này thì hãy nhanh tay bởi vì là cận Tết rồi siêu tầm và mua những chiếc đồng hồ này không còn nhiều và nó tổng thể của nó di nguyên bản 100% nên là nó giá trị là ở cái chỗ đấy và tổng thể của nó còn rất là đẹp đấy nên là anh em hãy nhanh tay và giá của nó rất là hợp lý chưa đến 10 triệu để anh em sở hữu một chiếc đồng hồ di nguyên bản như thế này anh em cùng chiêm ngưỡng lại cái mặt sớ dọc trắng rất là tuyệt vời và nó là một chiếc zin nên là rất là hút mắt và đeo com nét rất là tuyệt vời và đẹp. Và anh em nào mà yêu thích cái sản phẩm này thì hãy nhanh tay chốt chiếc Omega này với giá 9 triệu 500 nghìn đồng cho một chiếc đồng hồ jean nguyên bản 100%. Các bạn thấy video trên của mình thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ và đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.